Supersướng.vn có những cơ hội quay quà tặng trúng 10.000 con huy, và đặc biệt rằng các bạn sẽ có quay vòng trúng skin SSS, và đặc biệt rằng các bạn sẽ được x200% khi các bạn nạp thẻ vào, và nick được giảm giá 50%. Còn chần chờ gì nữa và không vào Supersướng.vn để mua sắm nào. Hello, xin chào tất cả anh em, và ngày hôm nay mình sẽ dành tặng cho tất cả các bạn một nick ở shop mưa sướng.vn của mình có gì khủng không các bạn nhé. Và như các bạn đã biết thì có khuyến mại đến 500k thì được 1.2 triệu tiền tiền để các bạn mua nick các bạn nhé. Rồi, khi tất cả các bạn vào mua cái nick liên quân danh mục ác liên quân này thì những cái nick các bạn có thể tham khảo rất là nhiều thư mục ở đấy. Và đặc biệt rằng có một thứ mục nó rất là tuyệt vời, đó chính là săn bánh trung thu các bạn nhé. Đây là một mục mà mình khuyến các bạn, nếu các bạn muốn nick nạp và muốn nick mà thừa tiền thì các bạn sẽ vào quay cái này, sẽ có vận máy. Thì cái mục săn bánh trung thu này sẽ có những gì? Đây này, 200 con huy này, một skin bất kỳ này, một skin bất kỳ 10.99 con huy này, 1.000 con huy này, 1 triệu tiền shop này, 10.99 con huy này, một skin VIP SS và 9.99 con huy, hầu như là đều rất nhiều con huy các bạn nhé. Được rồi, thể lệ này. Đấy, bạn sẽ có cơ hội nhận được các skin như Rat Mấy Thoải này, Liana Tấn, Nguyệt Mì Lý này, Phoron Tấn Hề này, Violet Thử Nguyễn Về Thân, Na Thử Nguyễn Về Thân này, Theo Thử Nguyễn Về Thân. Phần thưởng là cốt bản và phần lịch sử quay để nhận nhé các bạn nhé. Cái này thì các bạn nó có thật hay không thì các bạn hãy qua shop anh Mobile Việt, nó giống như thế này luôn. Nhưng mà cái tỷ lệ thì nói chung là để mà nhận được những cái skin tiền tiểu này thì nói chung là giúp các bạn may mắn thôi các bạn nhé. Rồi, bây giờ mình sẽ đăng nhập này và mình sẽ vào. Và mình sẽ vào quay như nào các bạn nhé. Rồi, ok anh em. Để rồi, bây giờ mình sẽ vào quay này. Lượt rồi bắt đầu úp thẻ này. Đấy, rồi bắt đầu chọn các bạn nhé. Săn bánh trung thu, nhấp vào phát. Ôi, ra một phát 9.99 con huy các bạn này. Này. Chúc mừng bạn trúng 9.99 con huy này các bạn này. Mình mà ấn cái ô bên phải này các bạn này là được một skin SSS này. Đấy, còn xuống dưới ở bên phải. Đấy, cái này nó cũng giống như bốc thắm thôi. Đấy, một phát được 9.99 con huy luôn các bạn nhé. Rút con huy này, đấy các bạn nhé. Khi các bạn có con huy thì các bạn sẽ nhấp vào rút con huy luôn này. Đấy, nhấp và rút một lần 84 con huy các bạn nhé. Bởi vì là kiểu cái của mình là mình sẽ nạp nạp trực tiếp vào tài khoản các bạn luôn. Nên các bạn sẽ phải ghi tài khoản game này. Đấy, tài khoản game và mật khẩu game. Thì các bạn cứ nhấp, ví dụ 9.99 con huy các bạn rút cho mình tầm 10 lần thì mình sẽ nạp 10 lần cho tất cả các bạn nhé. Đấy, khi được con huy rồi tiếp tục nào. Không biết có quay đúng skin hay không. Tiếp tục úp thẻ nhé. Hồi này cái bên này là cái skin SS thì mình thử nhấp bên này coi nào. Nói chung quân huy rất khá dễ trúng các bạn nhé. Đấy, nói chung cái này mình chỉ khuyến khích tất cả các bạn nào còn thừa tiền. Thế này. Ồ, sao nhấp được cơ. Ô lại quân huy các bạn đấy. Là được thêm 9.99 quân huy các bạn đấy. Mình đang tìm cái skin các bạn nhé. Đấy, được tổng cộng mình có gần 2.000 quân huy thôi. Đấy, chỉ 29.000 các bạn nhé. Rồi từ từ để mình coi nào. Chỉ con huy ở skin ở phía dưới nó mình cay, nó toan ở phía dưới các bạn nhé. Đấy thì đây là cái mục mà mình cảm thấy nó rất hay. Nếu các bạn nào mà kiểu cảm giác như là các bạn còn thừa tiền ở trong shop ấy thì mình khuyến các bạn có thể rút quay thử vận may coi, chứ các bạn cũng đừng có hy vọng là đừng có tham làm cái gì cả. Bởi vì là chưa chắc là nó sẽ ấy đó. Và đặc biệt rằng các bạn phải hiểu 29.000 này thì các bạn sẽ nạp bao nhiêu ạ? Nó được giảm 100% thôi. Còn có mười mấy nghìn thôi các bạn. Mười mấy nghìn một lượt quay thì chào bò các bạn. Đấy, cho nên các bạn hãy cân nhắc. Rồi, thì chúng mỗi ngày mình sẽ review cho tất cả các bạn một mục các bạn nhé. Khi các bạn nhận được skin hay bất kể là quân huy các bạn nhé, thì các bạn sẽ được ở trong cái thì nó sẽ được add ở trong cái tài khoản này luôn. Thì các bạn sẽ vào mục rút con huy. Đấy, rút kim cương các bạn đấy. Đây có những cái mục rút con huy ở đây này. Số con huy hiện có 1.000 các bạn thấy chưa? Các bạn sẽ có số con huy, hoặc khi các bạn có skin thì nó sẽ hiển cái skin và có cái code skin để các bạn nạp vào và các bạn sẽ có trong ắc. Đấy các bạn nhé, đây 1.958 con huy này các bạn này, nhập một phát tài khoản game này, mật khẩu này, đấy rút con huy một phát, các bạn thực hiện một phát là ok luôn các bạn nhé, là các bạn sẽ có
Bởi vì mình không thể là ghi ở trên này được, bởi vì cái số tài khoản hiện ra thì sẽ bị mất nick. Đấy, thì root rất đơn giản các bạn nhé. Rồi, tiếp tục. Và bây giờ mình sẽ quay vào một cái thư mục nick, gọi là một cái thư mục nick để dành tặng các bạn nhé. Bạn nào mà xem hết cuối clip thì các bạn sẽ được một cái nick ngon các bạn nhé. Rồi, quay đâu đó trời. À đây, mình phải back ra phát. Mình phải back ra các bạn nhé. Rồi, mình sẽ vào những cái phòng vòng quay may mắn các bạn nhé. Đây, những cái vòng quay tặng các bạn một cái nick đầu tiên thì 300.000 các bạn nhé. Mình sẽ tặng các bạn một nick 300.000. Mình sẽ quay này. Ắc từ 50 tưởng trừ 5, từ 50 tưởng trừ lên 100% là xuất hiện nhé. 49 tưởng thì nhắn tin cơ la để nhận được 600.000 nhé. Đổi được mật khẩu 100% nhé. Không đổi được mật khẩu cùng nhắn tin để cơ lao đến 200%. Ắc VIP 90%. Ắc VIP là như nào? Ắc VIP là các bạn vào cái Ắc VIP của cái trang của mình thì nó sẽ hiện 95%. Skin SS 65%. Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay lại với channel của chúng ta. Và ngày hôm nay mình sẽ gửi gắm cho tất cả các bạn một clip cực kỳ hữu ích, đó là vì tưởng Elan đó. Trước khi để mình một cái hữu ích đấy thì trời ơi, mình móc mà cái bản tên gì nhỉ? Từ các bạn nhá, cái bản Phạm Lê Hoàng Thịnh. Em ơi, em nạp quân huy của anh thì em trả tiền cho anh đi. Trời ơi, nạp quân huy lời của 340.000 một đơn mà em bập anh 550 thì đúng là nguyên 3 ngày anh làm không đủ trả nợ em ạ. Cho nên là em có cái clip này thì em có thể vào Zalo em chuyển khoản lại cho anh ấy nhá. Ok rồi. Các bạn nào có nhu cầu mua quân huy thì có thể là nhắn tin vào số điện thoại Zalo của mình. Quân huy đợt này thì nó là sẽ quân huy gọi là mình nạp thẳng nhá. Nạp thẳng các bạn, đây quân huy gọi là hàng siêu sạch, hàng không bao giờ bị gì hết. Cho nên là các bạn có nhu cầu mua thì các bạn nhắn tin Zalo của mình. Nó sẽ rẻ hơn tầm khoảng 5-70.000 nếu các bạn nạp mà bằng thẻ nhá. Rồi, chúng ta sẽ tập trung vào trận đấu này. Trước khi đến với vị tướng Elan đó thì trận đấu này mình sẽ pick cặp với vị tướng Omen. Tại vì sao lại pick cặp với Omen ạ? Mình sẽ giải thích cho tất cả bạn hiểu về vị tướng Elandor. Elandor là một vị tướng sinh ra không phải là để dành cho combat tổng, không phải là một vị tướng xạ thủ combat tổng thông thường, mà Elandor là một vị tướng rất phù hợp cho những cái thế trận đánh combat đơn lẻ mục tiêu như 1-1, 2-2, 3-3. Nó rất mạnh, đặc biệt trong những cái pha outplay solo kill. Các bạn hãy để ý giúp mình, trong giải đấu chuyên nghiệp thường sẽ có Elandor, nhưng người ta sẽ tận dụng vào combat đầu game hơn là combat late game. Late game thì Elandor nó không thể combat tổng tốt hơn trừ một điều, đó là đồng đội tanh cơ của các team nó làm tốt thì Elandor mới được bắn vào late game. Cho nên khi pick Elandor thì trong trận đấu này từ bình tĩnh đang Twitter đây các bạn nhá, đây là những pha combat mạnh nhất của Elandor. 3-3 đấy. Đây là những trong pha combat mạnh nhất Elandor. Thì chúng ta vần vào cái điểm mạnh đấy để chúng ta làm gì ạ? Ăn mục tiêu. Khi các bạn cầm Elandor thì các bạn sẽ ăn mục tiêu rất là tuyệt vời, bởi vì trong những pha giao tranh đơn lẻ đầu game ấy, Elandor rất là mạnh. Đặc biệt rằng tại sao mình lại nói pick với Omen, cặp Omen, bởi vì Elandor mình sẽ tập trung gánh đường kinh công, mình sẽ lấy lợi thế ở đường kinh công. Tại vì sao lại như vậy, lại hợp với Omen? Bởi vì Omen là một vị tướng khi đặt level 4 có thể xích được một vị tướng, và khi các bạn đi gánh các bạn sẽ kết hợp rất mạnh. Và pha này mình sẽ đi vào cướp rừng. Đấy, cướp rừng đối phương khi thấy thằng Nagrod nằm xuống và có thằng Victor. Đấy các bạn này, đây mình bay, mình chơi thằng Victor này các bạn xem nhá. Đây, đây chỉ là gọi là kỹ năng cá nhân thôi, cho nên rất là đơn giản. Rồi, khi mình lấy được cái lợi thế rồi thì sẽ có một cái điểm rất là hay để các bạn ép chủ đầu game. Đấy, cái pha này mình biết ngay thằng ngủ không, mà làm gì. Này, các bạn nhớ nhá, hiện tại bây giờ là phút thứ 3 rồi thì mình khuyến các bạn sẽ ăn con ta thân nhỏ bé này vào phút từ từ để cái pha này, để các bạn thấy chưa, gánh được cái cống rất là easy luôn. Vào phút 30 giây trừ đi và dưới 4 phút. Tại vì sao lại như vậy? Đấy, có một cái mèo nhỏ các bạn ăn con ta thân nhỏ này thì ăn tầm 3 phút 30 giây trừ đi thì tầm 4 phút khi cái tên lính con ta thân nhỏ nó xuất hiện ấy, thì là cái lúc ba đường chúng ta công thủ. Nhưng để đạt được cái điều kiện đấy thì chúng ta sẽ phải ăn được con rồng đầu game và sẽ ép được một chút sơ nâu 4 từ đầu trận đầu game, thì sẽ giúp cho cái chiến thuật ăn con ta thân nhỏ này đến phút thứ 4 thì nó xuất hiện thêm một tên lính con cá xa đấy. Đó là thời điểm chúng ta ép trụ rất là tuyệt vời trong 3 đường. Các bạn không tin các bạn hãy xem cái trận đấu này. Trận đấu này thì mình khẳng định luôn các bạn ạ, sẽ kết thúc trận đấu một trận đấu rất easy, bởi vì team địch đang vào cái thế sơ nô 4. Khi 4 phút này cho mình là 8, 5, 9, 4 phút
Ok, tên lính đã xuất hiện, ca sa tiên phong đã xuất kích. Thì khi ca sa tiên phong đã xuất kích ở phút thứ 4 này, thì với cái thế Snow 4 của mình, thằng rừng nó không thể can thiệp bất kể một cái đường nào cả. Và các đường của mình thắng, không cần cái đường rồng luôn, mà mình chỉ cần nói là thằng đường Omen thắng. Thì chắc chắn với con ca sa nhỏ bé này, Omen nó sẽ đẩy đường. Rồi, nếu cần thiết thì mình sẽ đẩy cái đường này, nhưng mình không. Mình sẽ không đẩy từ từ cái pha này, mình sẽ đẩy quái xong khả năng mình đi về. Nếu mà được thì mình sẽ đẩy luôn. Coi thằng thằng ngủ không nó rồi, ngủ không nó rồi. Đây 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 đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Còn thằng ngủ không nhá, không biết là thằng hình phủ mình không. Đấy, đấy rồi. Ôi ôi giời. Thôi, chim cút. Đẩy đi, đẩy đi. Đấy. Rồi ok, đơn giản thôi, sẽ có hai đường các bạn nhá. Đường dưới và đường trên. Đấy, các bạn thấy chưa? Thực sự là Elendor thì khi các bạn đi tranh đơn thì các bạn áp dụng cái chiến thuật này nó khá là ok. Tận dụng vào cái điểm mạnh của Elendor là combat đơn lẻ ở giai đoạn đầu game, farm nhanh để chúng ta ăn được một tiếng con rồng. Khi có con rồng thì chúng ta có thể là, thực sự cái trận đấu này mình cũng là một cái phần may mắn khi mà đường rồng của mình chơi tốt và có cái phá giết ở thằng Nagaroth ở phía trên, thì mình vào cướp rừng nó, cướp rừng Nagaroth và làm cho thằng Nagaroth nó không thể xuất hiện trong mọi đường đấy. Cho nên nếu các bạn gặp, thực sự là cái mèo này không phải trận đấu nào cũng áp dụng được, mà các bạn gặp những cái tình huống như thế này thì các bạn áp dụng nó snowball cực kỳ bền vững và cực kỳ tuyệt vời luôn đấy. Cho nên rằng Elendor thì để cho các bạn hiểu rằng thực sự nếu các bạn pick để mà có mắt tổng trong một trận đấu có mắt tổng thì mình khuyến các bạn không nên pick, vì Elendor nó có mắt tổng rất là yếu. Ngay cả các tuyển thủ chuyên nghiệp cũng thể làm tốt Elendor khi có mắt tổng đó đấy. Các bạn hãy để tập trung, từ lần sau mà có Elendor trong chuyên nghiệp thì nó chỉ có mắt đơn lẻ đâu game, có late game làm tốt thì là cái dàn tánh cơ làm quá tốt thì Elendor mới làm được, bởi vì Elendor vốn gì là một vị tướng rất là màu giấy. Rồi, cái pha này đơn giản thôi. Team địch thì nói chung là không còn gì đâu, bọn mình đầy đủ thì có thể là kết thúc trận đấu này. Và hy vọng bản gì nhỉ, mình quên tên này nè, bản Phạm Lê Hoàng Thỉnh nhá em nhá, anh nhắn tin em không hề rep cho anh nhá. Đấy, còn 550.000 thôi, khổ lắm đấy, làm anh nhắn tin 2 ngày không được cái mà buồn quá, mà không hôm quá không ra clip đấy anh em. Rồi, bạn nào có nhu cầu mua Quân Huy thì cứ nhắn tin qua Zalo nhá, Quân Huy mình là Quân Huy hàng sạch, hàng cực kỳ đỉnh cao luôn. Rồi, hy vọng chúc các bạn chơi Elendor thật tốt các bạn nhá, và hẹn gặp các bạn ở clip sau, và tất cả các bạn đấy mà yêu, bye bye.